Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra ở thành phố Hồ Lô Đảo thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đây là một vụ án mà hung thủ cũng khôn khéo, có nhiều hành động phản điều tra nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Địa điểm nơi xảy ra vụ án cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng. Ở đây có những bãi biển đẹp, có thành cổ, những di tích lịch sử từ các triều đại trước thu hút nhiều người tới đây sinh sống và khách du lịch. Vậy mà ở thành phố sầm uất này, tháng 9 năm 2017, một vụ án thi thể nằm ở một nơi công cộng giữa các khu chung cư đông đúc mà tới mười mấy ngày sau mới phát hiện ra. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta xảy ra ở Hồ Lô Đảo, là một thành phố sát biển. Thành phố này nằm ở phía tây nam của tỉnh Liêu Ninh, bên bờ biển phía đông của Trung Quốc. Khu dân cư Gia Viện là một cộng đồng nhỏ với nhiều khu chung cư mới được xây dựng nằm bên bờ biển của thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Nơi này cách xa thành phố nhộn nhịp nên không khí trong lành, mát mẻ và có không gian thoáng đãng. Đối diện với khu dân cư này là một bãi cỏ rộng lớn và một khoảng sân lát bê tông rất thoáng, lên tới hàng nghìn mét vuông. Người dân thường đi dạo tản bộ, thư giãn tại đây mỗi ngày, một khu vực yên bình và an ninh rất tốt. Tuy nhiên vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người dân. Người đàn ông nhân chứng hốt hoảng cho biết, trong lúc anh ta cùng với con trai đi bắt cào cào châu chấu trên bãi cỏ cho con chơi, nên hai người đi sâu vào giữa bãi cỏ ôm tùm. Nhưng mà châu chấu thì chưa bắt được, mà anh lại ngửi thấy có mùi gì đó kỳ lạ. Càng lại gần thì mùi khó chịu càng rõ. Người đàn ông nhìn về phía đó, anh phát hiện một vật gì đó khá lớn được phủ lên bằng một đống cỏ héo úa. Khi lại gần và quan sát kỹ hơn nữa, anh ta hết hồn khi thấy một bàn tay người đã khô quắt, đổi màu tím đen, lộ ra dưới lớp cỏ úa phủ phía trên. Người đàn ông này vội vã bế đứa con trai chạy ngược ra phía đường bê tông, rồi gọi điện báo cho 110. Khoảng hơn 20 phút sau, khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến hiện trường, họ lật lớp cỏ khá dày phủ bên trên và thấy ở phía dưới là một thi thể phụ nữ gần như khỏa thân. Cô ấy nằm ngửa, bên tay trái dang rộng, thi thể phơi trực tiếp ngoài trời, đã phân hủy nặng. Do thời tiết khô nóng, đã nhiều phần da khô quắt đổi màu. Điều này khiến gương mặt của nạn nhân biến dạng, xô lệch méo mó, không thể nhận diện. Tại hiện trường, phán đoán sơ bộ, người thiệt mạng là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài chấm vai. Điều đáng chú ý là chiếc áo dài tay của cô bị vén lên hoàn toàn qua ngực tới tận gần cổ, và chiếc quần jean xanh của cô bị kéo xuống mắt cá chân, hai bàn chân vẫn còn sỏ trong ống quần. Căn cứ vào hiện trường trước mắt, động cơ vụ án sẽ nghiêng về việc nạn nhân bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại. Sau khi khám nghiệm pháp y, bác sĩ pháp y phát hiện thi thể bầm tụ máu các cơ vùng cổ, tổn thương mạch máu, xương móng, sụn nhẫn. Từ những đặc điểm khá rõ rệt và đặc trưng này, có thể xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Diễn giải một cách dễ hiểu hơn, như chúng ta thường nói, là cô ấy đã bị siết cổ hoặc bị bóp cổ đến chết. Đồng thời xác định thời gian tử vong của nạn nhân là hơn 10 ngày trước, do thi thể phơi trực tiếp ngoài trời, trong tình trạng không có quần áo. Thời điểm đó nắng nóng và kèm mưa nhiều xen kẽ, nên những bộ phận có nhiều phần nội tạng như bụng và cơ quan sinh dục đã bị hủy hoại nặng nề. Thực hiện kiểm tra DNA không thu được mẫu tinh dịch, nhưng cũng chưa thể khẳng định nạn nhân không bị xâm hại, bởi vì cũng có thể hung thủ sử dụng bao cao su. Bây giờ chúng ta cùng xem xét kỹ hơn về địa điểm nơi tìm thấy thi thể. Như các bạn đang thấy trên màn hình, đó là một bãi cỏ rất rộng, đến cả nghìn mét vuông. Nhưng nhìn từ trên xuống, có thể thấy nhiều đường bê tông cắt ngang qua bãi cỏ. Được biết, khu vực này được xây dựng cách đây hơn 2 năm, dự tính là một khu chợ buôn bán lớn vì nó ở gần những chung cư san sát. Vì thế mà nhà đầu tư đã cho lát xi măng một phần diện tích khá rộng và xây một số ký ốt trước. Nhưng sau này bởi vì một số lý do mà dự án này đã phải dừng lại. Sau đó, dân cư khu vực này tận dụng diện tích rộng lớn của khu vực lát bê tông này giống như một cái sân để thể dục, vận động. Và nơi phát hiện xác nạn nhân, cách vị trí đường bê tông
chỉ chưa đầy 30 mét. Thi thể được phủ nhiều cỏ lên, hung thủ đã dùng cách này để che giấu và cản bớt mùi. Nhưng theo như tâm lý tội phạm, nếu như thực hiện một vụ cưỡng hiếp thì thường sẽ tìm những vị trí kín đáo và hoang vắng hơn. Chứ khu vực này kể cả tầm tối muộn vẫn có người đi thể dục và ô tô qua lại, nên sẽ rất mạo hiểm cho hắn. Hơn nữa, cỏ ở đây không quá cao, chỉ khoảng 30-40 cm. Đứng từ đường bê tông có thể quan sát dễ dàng. Nếu hai người giằng co vật lộn giữa bãi cỏ, chưa kể tới trường hợp nạn nhân kêu cứu và người đi đường nghe thấy, là hung thủ sẽ tới công chuyện luôn. Hơn nữa, có những ký ốt ở đó đã bị bỏ hoang và không có khóa cửa. Có vị trí xa đường hơn sẽ hợp lý nếu hắn lôi nạn nhân vào trong đó, hơn là chọn bãi cỏ ở gần đường để thực hiện hành vi đồi bại. Từ những suy luận này, cảnh sát cảm thấy hành vi của hung thủ có phần không đúng với tâm lý thông thường cho lắm. Trên bụng của thi thể có một ít cát và có rất nhiều cỏ khô được hung thủ nhổ lên ở bãi cỏ xung quanh. Nghi phạm đã làm điều này để phủ lấp lên. Mục đích thì chỉ đơn giản là che giấu thi thể để những người đi đường không phát hiện ra. Nhưng khi các kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường và phát hiện có một lớp cát dính vương vãi trên quần jean của nạn nhân, chúng ta hãy cùng quan sát. Chiếc quần jean của nạn nhân bị kéo xuống dưới mắt cá chân, trong khi cả hai bàn chân của cô ấy vẫn đang xỏ trong hai ống quần. Điều này là rất hiếm khi gặp trong những vụ án tấn công tình dục, bởi vì trong quá trình giằng co vùng vẫy, chiếc quần sẽ bị hung thủ kéo tuột ra. Hoặc nếu còn vướng ở chân nạn nhân thì sẽ chỉ còn xỏ ở một bên chân, sẽ không phải là cả hai bàn chân vẫn xỏ nguyên trong hai ống quần một cách gọn gàng như vậy. Hơn nữa, khi kiểm tra chiếc quần jean bị cuộn lại ở chân nạn nhân, chúng ta có thể thấy trong những nếp gấp tạo thành khi chiếc quần bị kéo và cuộn xuống, có đất cát và hằn thành từng mảng bên trong những nếp gấp này. Điều này chứng minh một lập luận là sau khi hung thủ cào đất cát xung quanh ném lên thi thể xong, kẻ này mới cởi quần của thi thể, mới khiến lớp cát này cuộn vào phía trong những nếp gấp sâu như vậy. Còn nếu hắn kéo quần nạn nhân xuống trước để thực hiện hành vi đồi bại rồi sát hại, sau khi rời đi mới ném đất cát lên người nạn nhân, thì lớp cát này sẽ chỉ phủ lên chiếc quần, chứ không bị cuộn vào trong những nếp gấp như vậy. Như vậy khả năng rất cao, đây là một vụ án gian cảnh cưỡng hiếp giết người để che giấu động cơ thật sự. Đồng thời cảnh sát tìm thấy một sợi dây chuyền bằng vàng tây trên cổ nạn nhân. Hình ảnh mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình là khi vừa lấy ra khỏi thi thể, nên nó có những mảng bám và xỉn màu. Đồng thời trên tai của nạn nhân vẫn còn đeo khuyên tai, cũng bằng vàng tây. Nếu như hung thủ với mục đích cướp tài sản như vậy, thì tại sao hắn lại không lấy những món đồ trang sức có giá trị này? Tuy nhiên cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ giấy tờ nào chứng minh danh tính hay tiền bạc trên thi thể, cũng như không tìm thấy điện thoại di động, túi sách của nạn nhân. Thực ra thì túi sách và tiền, đôi khi ra ngoài vội chúng ta có thể không cầm, nhưng hầu hết chúng ta sẽ mang theo điện thoại di động. Việc không tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân cho thấy hung thủ đã mang theo khi rời khỏi hiện trường, nhưng hắn lại không quan tâm tới giá trị của những món đồ trang sức. Vậy thứ hắn muốn là chiếc điện thoại, có lẽ để che giấu danh tính nạn nhân. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện hai chiếc giày thể thao màu trắng của nạn nhân rơi ở hiện trường. Chiếc giày chân trái lật nghiêng và chiếc giày bên chân phải cách vị trí nạn nhân nằm khoảng 2 mét. Trên giày có những vết xước mới ở mặt ngoài và phía sau gót giày. Những vết kéo lên này còn rất mới, bề mặt tương đối sạch sẽ, giống như tạo ra khi hung thủ kéo lên nạn nhân trên đường bê tông. Chứ nếu như chỉ kéo lên trên cỏ, sẽ không tạo thành những vết xước rõ rệt như vậy. Cảnh sát phân tích, nạn nhân đã bị sát hại trước khi bị hung thủ chuyển xác cô ấy đến đây. Một vụ án dựng hiện trường giả để che giấu động cơ phạm tội. Nó không phải vì tình dục, cũng không phải vì tài sản. Vậy mâu thuẫn cá nhân nào dẫn tới vụ án này? Suy luận của cảnh sát hình sự nghiêng về mâu thuẫn tình cảm, bởi vì theo như phán đoán, nạn nhân cũng là một phụ nữ khá trẻ tuổi, và đa số trong những vụ án như vậy thường thấy tỷ lệ sẽ nghiêng về phương án trả thù vì tình nhiều hơn. Cảnh sát đã xem xét kỹ lưỡng những bông cỏ được lấy từ đám cỏ do hung thủ nhổ lên để che phủ lên thi thể, bằng cách so sánh mức độ phát triển của các bông cỏ này ở thời điểm bị rứt rời khỏi thân với các bông cỏ khác xung quanh. Xác định thời điểm trưởng thành của bông cỏ hiện tại khoảng từ 15 đến 20 ngày, đồng thời căn cứ vào tình trạng thi thể phân hủy khoảng hơn 10 ngày. Từ hai điều này, ước lượng khoanh vùng thời gian tử vong là khoảng 15 ngày. Với khoảng thời gian mất tích như thế,
chắc chắn người nhà hoặc đồng nghiệp của cô ấy phải báo cáo mất tích rồi. Nhưng tại sao cảnh sát không nhận được báo cáo mất tích của người phụ nữ nào có độ tuổi và thời gian phù hợp? Chẳng lẽ nạn nhân là người nơi khác tới, hay là cô ấy làm việc trong những nơi thường xuyên thay đổi môi trường công việc từ nơi này qua nơi khác như bar, sàn và ít liên lạc với gia đình, bạn bè nên không ai nhận ra cô ấy mất tích? Vì cả móng tay và móng chân của người quá cố đều được sơn móng nên cảnh sát đã đến thăm những tiệm làm móng trong thành phố. Sau khi đưa những tấm hình móng tay cho các chủ tiệm xem, họ đều cho rằng nhìn móng tay và móng chân của nạn nhân tuy là được sơn nhưng nó quá đơn giản và không chuyên nghiệp. Có lẽ là do cô ấy tự sơn móng hoặc do hội chị em bạn gì ngồi sơn qua sơn lại cho nhau. Dựa vào điều này và cả bộ quần áo trên người nạn nhân là hàng đồ chợ, nó có mức giá bình dân, cảnh sát xác định điều kiện sống và tài chính của nạn nhân ở mức trung bình. Nhưng xét theo móng tay sơn màu của nạn nhân thì cô ấy có lẽ không phải lao động chân tay nặng nhọc. Cảnh sát đã dán thông báo khắp thành phố về thông tin độ tuổi của nạn nhân, đăng kèm hình ảnh quần áo và màu sơn móng tay để tìm kiếm người thân. 3 ngày sau, một người đàn ông bước vào văn phòng công an quận Long Cảng của thành phố Hồ Lô Đảo. Người đàn ông họ Lý này đến trình báo việc em gái anh ta là Lý Ly. Cô ấy rời khỏi nhà kể từ đêm 14 tháng 9 và không thể liên lạc được. Đến giờ, khi anh ta nhìn thấy thông báo của cảnh sát về trang phục, màu sơn móng tay và độ tuổi đều rất giống em gái mình, nên đã vội vàng tới đồn cảnh sát để trình báo. Cảnh sát đã trích xuất DNA của cha mẹ Lý Ly để đối chiếu với DNA của thi thể tìm thấy trên bãi cỏ. Sau đó kết quả cho thấy mối quan hệ trực hệ và đã xác định người chết chính là Lý Ly. Cô ấy 30 tuổi, đã kết hôn và đang chung sống với chồng trước khi mất tích. Khi dò lại hồ sơ, chồng của Lý Ly đã đến báo cáo vợ mất tích cho đồn cảnh sát địa phương, nhưng không phải báo cáo tìm kiếm mà chỉ đến thông báo rằng vợ của anh ta tên là Lý Ly đã bỏ nhà đi theo nhân tình. Hơn nữa, trong quá trình đến trình báo, Vương Kiện, chồng của Lily, còn chủ động đưa cho cảnh sát xem đoạn video giám sát được ghi lại ở quầy lễ tân tại nhà tắm công cộng nơi hai người làm việc. Như các bạn thấy trên màn hình, vào khoảng 8 giờ tối ngày 14 tháng 9, Lily ngồi trên ghế bên trong quầy lễ tân, cô ấy đang bấm điện thoại di động. Góc quay này chỉ có một mình Lily. Sau đó cô ấy đứng dậy rời đi. Đây là hình ảnh cuối cùng được ghi lại của nạn nhân. Đêm hôm đó, cô ấy đã đi đâu và đã gặp ai rồi gặp nạn? Hãy quan sát lại một lần nữa với Duy. Ở góc quay này, cô ấy khi rời đi, cô không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc điện thoại di động đang cầm bên tay phải. Như vậy thì làm sao mà chồng cô, Vương Kiện, có thể chắc chắn rằng vợ mình đã bỏ đi với nhân tình? Rõ ràng Lý Ly không giống như một người đã chuẩn bị kế hoạch để bỏ đi. Theo như điều tra, vợ chồng Lý Ly đều là người từ nông thôn lên thành phố để sinh sống. Kể từ khi kết hôn cách đây 10 năm, cặp đôi này đến làm việc tại một nhà tắm công cộng ở phía bắc của quận Liên Sơn của Hồ Lô Đảo. Nhà tắm này do chú ruột của chồng cô mở ra kinh doanh. Ở đây Vương Kiện làm nhiệm vụ dọn dẹp và thu tiền ở quầy thu ngân mỗi ngày. Còn Lý Ly thì đôi khi hỗ trợ chồng. Cô ấy không có công việc cụ thể. Hai người sống ở khu nhà tập thể ngay phía trên của nhà tắm công cộng. Cuộc sống hai vợ chồng không mấy dư giả, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng không tốt lắm. Lý Ly thích chơi game online trên di động và trò chuyện trực tuyến. Cô ấy là người hướng ngoại, vui vẻ và sôi nổi, trong khi chồng cô là Vương Kiện, người lầm lì, ít nói và sống nội tâm. Anh ta chăm chỉ và cần mẫn làm việc, nhưng thu nhập cũng không bao nhiêu. Ở nhà, Lý Ly sẽ quyết định hầu hết mọi việc. Vương Kiện cũng thường sẽ chiều theo ý kiến của cô. Tuy hai người ít khi xô xát cãi cọ, nhưng cuộc sống tình cảm rất đơn điệu, nhàm chán. Nhưng cách đây không lâu, hai người này xảy ra một trận cãi vã kịch liệt, đến mức suýt thì xô xát đánh nhau. Nguyên nhân là hai vợ chồng sắp chuyển đến nhà mới ở phía bắc của quận Liên Sơn để sống. Nó khang trang hơn rất nhiều so với căn hộ chật hẹp tạm bợ ở khu tập thể trên nóc nhà tắm công cộng bây giờ. Nhưng mà với mức thu nhập của Vương Kiện khoảng 2.000 tệ mỗi tháng, chi tiêu còn thiếu trước hụt sau, thì bằng cách nào họ lại mua được căn nhà này? Thực ra căn nhà này được chú ruột của Vương Kiện tặng cho hai vợ chồng vì anh ta đã làm việc ở nhà tắm công cộng suốt 10 năm. Và Lý Ly muốn tổ chức một bữa tiệc tân gia hoành tráng để bạn bè và người thân tới chúc mừng. Nhưng Vương Kiện thì không muốn. Anh ta kiên quyết phản đối việc tổ chức tiệc tân gia này vì cho rằng
vừa hoang phí vừa khoe khoang. Trong khi con cái đi học, bây giờ chi tiêu còn thiếu trước hụt sau. Trong lúc cãi vã, Lý Ly nói, nếu không làm tiệc thì chia tay đi. Bên ngoài có rất nhiều đàn ông theo đuổi và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy. Vậy đây là lời Lý Ly nói trong lúc tức giận hay ý định thật sự của cô ấy? Hơn nữa, ngoài đoạn video, Lý Ly đi ra ngoài vào đêm xảy ra vụ việc, được chồng cô là Vương Kiện lưu lại khi phát hiện vợ mất tích, thì toàn bộ các dữ liệu video khác của đêm hôm đó đã bị tự động ghi đè lên. Bởi vì bộ nhớ của camera này chỉ lưu trữ được trong 7 ngày. Nhưng việc Lý Ly không mang theo bất cứ thứ gì như túi sách và tiền, chỉ cầm mỗi điện thoại di động cho thấy có lẽ rằng cô ấy sẽ không đi đâu xa. Và chồng của Lý Ly cũng chỉ cung cấp cho cảnh sát đoạn video chưa tới 30 giây. Không có đoạn video trước và cũng chẳng có video sau đó. Như thế cũng không thể khẳng định được Lý Ly sau khi ra ngoài có quay lại nữa không. Cũng có thể đặt giả định cô ấy đã quay lại nhà, nhưng Vương Kiện vì mục đích gì khác nên đã che giấu, không cung cấp đoạn video đó cho cảnh sát và thông báo vợ mất tích. Theo lời kể của Vương Kiện, vào thời điểm vợ bỏ đi, anh ta đang ở trên căn phòng tập thể trên nóc nhà tắm. Buổi tối hôm đó, anh ta làm bài tập với các con. Đến tận khuya, sau khi phát hiện vợ không ở nhà, anh ta đã kiểm tra camera giám sát của nhà tắm và phát hiện vợ ra ngoài từ 8 giờ tối nhưng chưa quay trở lại. Vương Kiện đã rút điện thoại ra, quay màn hình lại đoạn camera giám sát này vào điện thoại. Vài ngày sau, vẫn không thấy vợ trở về. Anh ta tới trình báo mất tích với lý do vợ đi theo nhân tình. Nhưng Vương Kiện vốn là người đơn giản, anh ta chỉ biết cần mẫn lau dọn nhà tắm mỗi ngày, cũng không dành về công nghệ lắm, sống rất đơn điệu và tẻ nhạt. Tại sao đêm hôm đó tự dưng anh ta lại cẩn thận lưu lại hình ảnh camera ở quầy lễ tân khi vợ ra ngoài và luôn khẳng định rằng vợ mình đã bỏ trốn theo người khác? Dường như Vương Kiện đã chú ý lưu lại đoạn camera giám sát này nhằm có bằng chứng để khẳng định việc Lý Ly đã chủ động rời khỏi nhà và sự việc mất tích của cô ấy không hề liên quan tới anh ta. Nhưng thực sự có chuyện gì đã xảy ra đêm đó? Dường như có một bí ẩn nào đó về cái chết của Lý Ly có liên quan tới chồng cô ấy. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Lý Ly thường chơi game trên điện thoại di động hoặc tham gia nhiều nhóm WeChat để trò chuyện với dân cư mạng, và cô ấy bị ảnh hưởng bởi nữ quyền độc hại. Cụm từ nữ quyền độc hại là để chỉ những hành động đấu tranh vì nữ quyền nhưng theo hướng tiêu cực. Đó có thể là việc kêu gọi phụ nữ không cần làm việc nhà, chỉ nên hưởng thụ. Phụ nữ có quyền đòi hỏi người yêu nhiều thứ vô lý, từ tiền bạc tới việc phải nhường nhịn tuyệt đối trong mối quan hệ. Phụ nữ phải là nhất, đồng thời hạ thấp vị trí của nam giới. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ tranh luận trên mạng xã hội. Cảnh sát còn biết thêm rằng Lý Ly đã nhiều lần đề cập đến việc muốn ly hôn. Cô ấy từng nói với chồng và cả bố mẹ đẻ của cô rằng sau khi ly hôn đã có người chờ sẵn ở bên ngoài, người đó có nhà, có xe. Mặc dù Lý Ly chưa bao giờ nói ra người đó là ai, nhưng điều này có thể cho thấy những gì mà Vương Kiện khai báo là thật. Và có lẽ những lời mà Lý Ly nói ra khi hai người xung đột vì tổ chức tiệc tân gia không chỉ là nhất thời tức giận. Bây giờ có thể đặt giả thuyết như thế này. Vương Kiện thì trước giờ trong gia đình luôn cố kìm nén nhường nhịn vợ, cũng một mình làm việc kiếm tiền, lo chi tiêu ăn uống cho một gia đình 4 người, vừa lo việc bếp núc nội trợ, vừa lo dạy dỗ con cái. Vợ anh ta thì chỉ mải mê chơi game và chat chít. Nhưng những điều đó, Vương Kiện vẫn cố gắng nhẫn nhịn để con cái có đầy đủ cha mẹ. Nhưng sự việc phát hiện Lý Ly ngoại tình giống như giọt nước tràn ly, khiến Vương Kiện không thể chịu đựng được nữa và đã xuống tay sát hại Lý Ly. Hơn nữa, như chúng ta đã biết, hiện trường vụ án được làm giả giống như nạn nhân bị xâm hại tình dục. Với ý đồ này, nếu như hiện trường giả mà qua mặt được cảnh sát, thì trước hết cảnh sát sẽ loại chồng của Lily ra khỏi danh sách nghi phạm. Bởi vì xét theo động cơ, rõ ràng Vương Kiện sẽ không cần thiết phải phạm tội cưỡng hiếp rồi giết người đối với vợ của mình. Đây cũng là một bước tính toán rất khôn ngoan. Sau đó, cảnh sát đã trích xuất được một video từ camera giám sát đường phố ở gần nhà tắm công cộng vào lúc 8 giờ 12 phút tối ngày 14 tháng 9. Đoạn video này các bạn có thể nhìn thấy Lý Ly xuất hiện bên góc phải màn hình. Trong khoanh tròn màu xanh, đây chính là cửa nhà tắm công cộng. Cô ấy đã băng qua đường rồi nhanh chóng đi khuất vào phía sau những cây liễu.
Kể từ thời điểm đó, cô ấy không quay trở về, đúng như khai báo của Vương Kiện. Nhưng mà chiếc camera này nó chỉ quay được phía trước của nhà tắm công cộng, mà nhà tắm còn có cửa sau nữa. Các con của Vương Kiện cũng cho lời khai là bố đã ra ngoài rất lâu vào đêm hôm đó. Nhưng Vương Kiện đã không khai báo chi tiết này với cảnh sát. Vì lối cửa sau của nhà tắm công cộng là một con đường nhỏ và tối, ở đây không có camera giám sát nên cảnh sát không thu được hình ảnh nào của Vương Kiện. Khi cảnh sát thẩm vấn về vấn đề này, anh ta nói rằng lúc phát hiện ra vợ đi tới khuya chưa về nên ra ngoài đi tìm, sau đó không thấy nên về ngủ. Vì nghĩ không quan trọng nên cũng không khai báo chi tiết đó. Vương Kiện có nhiều điểm đáng ngờ vào ngày vợ anh ta mất tích. Thời điểm hai người ra ngoài trong đêm hôm đó cũng trùng nhau. Nhưng hiện tại cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng gì để có thể buộc tội Vương Kiện. Lúc này cảnh sát cẩn thận kiểm tra video giám sát mà Vương Kiện cung cấp khi thông báo vợ đã bỏ theo nhân tình. Giờ chúng ta cùng xem lại một lần nữa đoạn video này. Lý Ly đang ngồi bấm điện thoại như các bạn đang thấy. Cô ấy xoay ngang màn hình điện thoại. Khá chắc chắn là cô ấy đang chơi game online. Bất chợt, cô ấy xoay dọc màn hình lại. Hãy nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Tuy không thể đọc được nội dung, nhưng có thể thấy khá rõ ràng là cô ấy đã nhận được tin nhắn từ ai đó. Sau khi đọc tin nhắn, Lily không thay quần áo, không trang điểm hay chuẩn bị gì cả. Cô cầm điện thoại và bước ra ngoài luôn. Chắc chắn người mà cô ấy gặp phải là một người khá thân quen. Theo hướng Lily rời đi, sau đó cảnh sát tìm được hình ảnh cô ấy bước vào khu chung cư bên cạnh. Nhưng hai vợ chồng cô ấy không sinh sống ở cộng đồng này và cô ấy cũng không có người quen nào sống ở đây. Vậy mà cô ấy lại đến đây. Điều kỳ lạ hơn là sau đó cũng không tìm được hình ảnh Lily bước ra khỏi chung cư này. Vậy làm thế nào mà xác của cô ấy lại nằm ở cộng đồng gia viện cách đó hơn 20 km? Sau sự việc, điện thoại di động của Lily cũng bị hung thủ mang theo. Toàn bộ dữ liệu WeChat đã bị xóa và cảnh sát đang phải phục hồi lại dữ liệu cũ. Tạm thời chưa xác định được người rủ nạn nhân ra ngoài là ai. Nhưng từ khu chung cư gần nhà, nơi mà Lily bước vào rồi mất tích, đến nơi thi thể cô ấy được tìm thấy là ở khu dân cư gia viện cách khoảng 20 km như vậy, thì nhất định nghi phạm cần có phương tiện di chuyển, và đó phải là một chiếc ô tô. Hãy tiếp tục quan sát trên màn hình với Duy. Vào lúc 8 giờ 33 phút tối, tức là chỉ khoảng 20 phút sau khi Lily rời khỏi nhà tắm công cộng và đi vào khu dân cư bên cạnh, thì camera công cộng ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng từ trong khu chung cư này rời đi. Sau đó khoảng 10 giờ tối, một camera giám sát khác trên đường phố gần cộng đồng gia viện là nơi tìm thấy xác Lily đã ghi được hình ảnh chiếc xe này xuất hiện. Có lẽ đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh sát đã tìm kiếm những góc quay trực diện khác nhau chiếu thẳng vào xe trên quỹ đạo di chuyển của chiếc xe đêm hôm đó, nhưng không tìm thấy hình ảnh nào của Lily trong xe. Chỉ thấy ngồi ở vị trí ghế lái là một người đàn ông rất to lớn, thân hình vạm vỡ, mặc chiếc áo thun màu đen. Và chắc chắn, người này không phải là Vương Kiện, chồng của Lily. Cảnh sát điều tra xác định được chiếc xe mang biển số thật nhưng đã bị thế chấp, mua qua bán lại, đổi chủ rất nhiều lần. Nhưng kiểu mua bán tay với nhau, chưa hề sang nhượng quyền sở hữu chính thức và hiện tại cũng chưa rõ chủ sở hữu chiếc xe là ai. Sau nhiều lần xem lại các video giám sát, cảnh sát nhận thấy một điều là camera giám sát luôn chỉ thu được có một nửa khuôn mặt của tài xế lộ ra dưới kính xe. Nhìn anh ta ngồi trong xe mà cảm giác đầu gần như chạm nóc xe luôn. Cảnh sát đã tìm một mẫu xe tương tự và tiến hành một cuộc thực nghiệm khảo sát. Họ chạy qua các camera đường phố ở vị trí tương đương, nhưng sẽ lộ cả gương mặt trong các video thu được. Và xác định, để đạt được chiều cao khi ngồi mà chỉ lộ nửa gương mặt như nghi phạm, cảnh sát phán đoán rằng người này cao đến khoảng 1,9 m. Lily ra ngoài vào đêm khuya để hẹn gặp người đàn ông này cho thấy mối quan hệ của họ không bình thường. Cảnh sát cũng từng đặt ra việc người này cao lớn vạm vỡ giống như một sát thủ. Liệu có phải ai đó đã thuê sát hại Lily hay không? Nhưng qua việc phân tích các mối quan hệ của cô ấy, kể cả về khía cạnh cuộc sống lẫn tài chính, cảnh sát thấy giả định này không khả thi. Ngoài ra tiền lương của chồng Lily cũng chỉ có 2.000 tệ một tháng, là chưa đến 7 triệu tiền mình. Và số tiền lương mỗi tháng Vương Kiện đều đưa cho Lily giữ để chi tiêu. Nên là dù muốn thuê sát thủ
thì Vương Kiện cũng không đủ điều kiện tài chính. Hơn nữa, cùng xem xét lại nguyên nhân tử vong của Lily là do ngạt cơ học, do bị bóp cổ, không phải dùng dao, gậy hay bất cứ hung khí nào khác. Nó có vẻ giống như một hành động ra tay tự phát, không có sự chuẩn bị tính toán trước về hung khí, loại trừ việc thuê người ra tay sát hại. Vậy thì kẻ này nhất định phải là người quen. Nhưng cảnh sát đã đưa hình ảnh người đàn ông lái xe cho chồng và bạn bè của Lily xem. Tuy nhiên không ai nhận ra người đàn ông trong hình. Cảnh sát ban đầu cũng nghi ngờ nghi phạm là sống khu chung cư gần nhà, nên hắn đã hẹn Lily thời đó. Nhưng qua kiểm tra và giả soát video giám sát, cảnh sát thấy rằng lúc 8 giờ 11 phút tối ngày 14 tháng 9, chiếc xe ô tô này lái vào khu chung cư. Thời điểm này là trước khi Lily tới đây chỉ 3 phút. Sau khi Lily tới, khoảng 8 giờ 33 phút thì chiếc xe rời đi. Kể từ đó, nó không bao giờ xuất hiện lại. Tiếp tục giả soát trên camera công cộng, đến ngày 20 tháng 9, tức là 6 ngày kể từ khi Lily mất tích, chiếc xe này một lần nữa quay trở lại hiện trường vứt xác là cộng đồng giáo viện. Người đàn ông đi bộ loanh quanh một khúc sau khi xuống xe, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như anh ta đang nghe ngóng, kiểm tra xem thi thể của Lily đã bị phát hiện hay chưa. Từ đoạn video có thể thấy, người đàn ông mặc bộ đồ đen, có dáng người rất cao lớn. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định trước đó của cảnh sát. Hãy so sánh chiều cao của anh ta với người đàn ông áo trắng vô tình xuất hiện bên cạnh trong camera. Thực sự người đàn ông này có chiều cao vượt trội, có lẽ phải 1m9. Mặc dù camera giám sát lần này đã ghi lại được khá rõ nét khuôn mặt của người phạm, nhưng vẫn chưa xác minh được danh tính của hắn ta. Nhóm cảnh sát đã dò tìm thấy chiếc xe của người phạm, đã tìm được thông tin bảo hiểm xe là một phụ nữ họ Trương. Họ nhanh chóng điều tra các mối quan hệ của bà Trương và phát hiện ra con trai của bà Trương cao 1m93 và anh ta chính là kẻ xuất hiện trên video giám sát vào đêm Lily bị sát hại. Người này tên là Trần Doanh. 10 giờ sáng ngày 13 tháng 10, cảnh sát bố trí vây bắt Trần Doanh ngay trên đường phố. Đến 5 giờ chiều hôm đó, đưa Trần Doanh quay trở lại hiện trường vứt xác ở bãi cỏ cộng đồng gia viện để thực nghiệm hiện trường. Đồng thời cũng tìm được chiếc điện thoại di động của Lily trong ngăn kéo bàn của Trần Doanh. Kiểm tra trong danh bạ, Lily cũng không lưu số điện thoại của Trần Doanh. Vậy mối quan hệ giữa hai người này là gì? Bây giờ chúng ta cùng nghe bản lời khai và nguyên nhân tại sao đêm đó hắn ta lại giết Lily một cách dã man. Theo lời kể của Trần Doanh, hắn ta và Lily là bạn bè quen qua mạng. Sau một thời gian chat chít thì nhận ra họ sống cùng một khu vực ở Hồ Lô Đảo nên có hẹn gặp vài lần. Từ đó mối quan hệ trở nên thân thiết hơn mức bình thường, kiểu như mập mờ, bắn tín hiệu yêu đương nhưng chưa ai chính thức xác định mối quan hệ. Vài tháng trước, Lily đã hỏi vay hắn ta 2.700 nhân dân tệ, là khoảng hơn 9 triệu tiền mình một chút. Bản thân Trần Doanh không có thu nhập ổn định. Hắn thỉnh thoảng đi làm xa, nhưng thời gian làm việc đều không lâu dài. Nay chỗ này, mai chỗ khác. Nhưng để phát triển mối quan hệ này, thì Trần Doanh cũng đành thắt lưng buộc bụng, gom góp tiền cho vay. Nhưng sau một thời gian, hắn thất nghiệp chỉ ngồi nhà chơi game trên mạng. Vì thế mà Trần Doanh thừa khá nhiều thời gian rảnh rỗi và chỉ thiếu mỗi tiền. Lúc này không còn một xu nào dính túi, vậy nên hắn đã nhiều lần bóng gió than thở thiếu tiền, hy vọng Lily trả lại món nợ 2.700 tệ cho hắn. Nhưng Lily luôn trì hoãn hết lần này tới lần khác vì nhiều lý do. Vào ngày xảy ra sự việc, sáng hôm đó, Lily có nhắn cho Trần Doanh và nói sẽ trả lại số tiền đã vay. Vậy nên đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 9, Trần Doanh đã nhắn tin cho Lily hẹn gặp ở chỗ cũ. Trần Doanh cho biết ban đầu cả hai đã trò chuyện khá vui vẻ. Nhưng khi nói đến việc trả lại tiền, Lily đột nhiên đổi ý. Lily nói rằng cô không có tiền để trả, nhưng cô ấy muốn trả bằng tình. Nói xong, liền bắt đầu có những hành động nhạy cảm với hắn. Nhưng là cô ấy tính hụt một bước. Với những người đàn ông khác thì có lẽ là trao đổi được. Nhưng mà với Trần Doanh, một người bị u tuyến yên khiến hắn có chiều cao khác thường và đồng thời cũng bị một số bệnh lý khác, trong đó có vấn đề về sinh lý, hay nói cách khác dễ hiểu hơn là trên bảo dưới không nghe, không thể làm ăn gì được. Chỗ này thì Duy phải nói thêm một chút. Không phải cứ người châu Á cao 1m9 là có bệnh trong người nhé. Nó còn phải tùy thuộc vào nguồn gen di truyền của cha mẹ, ông bà, các thế hệ trước nữa.
Ví dụ như mà cha mẹ đều xấp xỉ 1m8 đi, thì thế hệ con cái được ăn uống với chế độ tốt hơn, vượt trội hơn, thì việc cao tới 1m88 đến 1m9 là có thể. Nhưng trong dòng họ và cha mẹ của Trần Doanh đều chỉ tầm 1m6 mấy, thì chiều cao tới 1m93 như một người khổng lồ giống anh ta là có vấn đề bệnh lý. Và xui xui thế nào, hôm đó đã không có tiền để trả rồi, Lý Ly lại còn sút chúng vào nỗi đau của Trần Doanh. Mặc dù là cô ấy vô tình thôi, nhưng như thế khiến Trần Doanh rất tức giận. Trần Doanh cảm thấy mình đã vừa bị lừa, lại như vừa bị sỉ nhục. Hắn ta mất kiểm soát hoàn toàn, đã giận dữ bóp cổ Lily đến chết. Sau khi bình tâm lại, biết mình đã giết người, Trần Doanh hoảng loạn bỏ xác Lily vào cốp xe, rồi lái xe vòng quanh tìm chỗ vứt xác. Đây chính là nguyên nhân tại sao mà chúng ta khi quan sát các camera đường phố lại không nhìn thấy thi thể của Lily ở trong xe, kể cả ở những góc quay trực diện. Sau khi lái xe vòng vèo đến khoảng 10 giờ tối, hắn tìm thấy một bãi cỏ rộng lớn bên đường. Trần Doanh nhìn quanh, đợi người đi bộ và xe đi khuất, hắn xuống xe và nhanh chóng kéo thi thể Lily vào trong bãi cỏ để phi tang. Vì giết người bộc phát, không tính toán trước, cũng không có dụng cụ gì chôn thi thể, nên Trần Doanh chỉ phủ cát và cỏ dại lên nhằm che lấp thi thể. Trong quá trình này, Trần Doanh lo lắng rằng cảnh sát sẽ khoanh vùng nghi phạm đến hắn nếu thi thể Lily bị phát hiện. Nhưng nếu mà hắn cởi bỏ quần áo của Lily để tạo hiện trường vụ cưỡng hiếp, thì với hồ sơ bệnh án trên bảo dưới không nghe của hắn, cảnh sát sẽ cho rằng hắn không có động cơ để phạm tội và hắn sẽ không bị nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng xóa trắng hết lịch sử chat của Lily trên WeChat nhằm che giấu tội ác. Khi bị bắt giữ, Trần Doanh luôn nói rất hối hận về tội ác của mình. Vì một phút bốc đồng không kiểm soát được bản thân, đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Tháng 9 năm 2018, Trần Doanh nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, đó là một câu chuyện mà nguyên nhân của nó là cả tình cảm lẫn tiền bạc từ một mối quan hệ bắt đầu qua mạng Internet. Thực ra tình yêu qua mạng là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, trải nghiệm yêu qua mạng càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, yêu đương trên mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù cũng có nhiều chuyện tình cảm trên mạng, cũng rất chân thành, yêu nhau và đến được với nhau. Duy cũng vừa mới đi dự đám cưới của một cặp đôi, rất là đẹp đôi luôn, mà quen nhau qua mạng luôn này. Nhưng cái tỷ lệ mà happy ending này khá là thấp. Mối quan hệ tình cảm xuất phát từ mạng xã hội tạo ra cảm giác thú vị trong giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên càng về sau, câu chuyện tình yêu này không giữ được màu hồng như lúc đầu, bởi những thông tin cả hai có được về nhau thường chớp nhoáng. Khi mới làm quen nhau, cả hai chỉ thấy được bề nổi của đối phương, còn bên trong lại chưa hiểu hết về nhau. Ví dụ như trong vụ án ngày hôm nay, Trần Doanh không biết rằng Lily đã kết hôn và có 2 đứa con. Lily cũng không biết rằng người đàn ông vạm vỡ cao lớn trước mặt lại có một số chức năng không sử dụng được. Chính việc có thể che giấu bản thân cũng khiến chuyện tình cảm trên mạng trở nên rất thoải mái. Để Duy ví dụ nha, nếu như không tự tin về ngoại hình của mình thì có thể dùng một số app làm đẹp, thậm chí có lẽ nên gọi là app biến hình nữa các bạn. Bây giờ có một số app của các pháp sư Trung Hoa có thể làm đẹp tới mức độ gần như là đã giúp thay đầu cho người chụp luôn. Hình ảnh đã chỉnh sửa với ảnh gốc là khỏi nhận ra, như hai người khác nhau. Vì vậy, họ có thể giấu đi được những khuyết điểm của bản thân và trở nên tự tin hơn. Bên cạnh đó, một số người vừa trải qua mối tình đổ vỡ sẽ nhanh chóng muốn tìm mối quan hệ mới trên mạng xã hội để giải bày tâm sự, trò chuyện lấp khoảng trống rồi phát triển thành tình yêu. Cái này gọi là chasing love. Cụm từ này mô tả các mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi kết thúc mối tình trước kia mà không có khoảng thời gian nghỉ. Dịch nôm na sang tiếng Việt có thể gọi là tình yêu chuyển tiếp. Và người vô tình rơi vào mối quan hệ chasing love này chắc chắn sẽ nhận lấy tổn thương và thiệt thòi, bởi vì họ vốn chỉ là người thay thế trong một mối quan hệ không nghiêm túc. Nói chung có rất nhiều góc khuất mà khi yêu đương trên mạng chúng ta phải đối mặt. Với những trường hợp, những người nghiêm túc, chân thành và thật thà về bản thân, nếu may mắn cũng tìm được người đồng điệu về tâm hồn, thì tình cảm sẽ phát triển không khác gì những mối quan hệ yêu đương đời thường cả. Nhưng điều này không phổ biến lắm. Mà trường hợp phổ biến hơn là khi từ từ tìm hiểu và biết thêm, cả hai thất vọng gần như vỡ mộng về đối phương của mình. Đây chỉ mới xét trên phương diện tình cảm. Còn về phương diện bạn bè, quen biết,
mối quan hệ ảo trên mạng xã hội có thể xảy ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như lừa đảo tiền bạc, thậm chí là lừa đảo để đưa vào con đường mua bán dâm cũng có. Chúng ta không thể phủ nhận việc phát triển công nghệ. Trò chuyện trực tuyến có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người, hỗ trợ công việc nhóm, giúp kết nối các mối quan hệ gia đình, bạn bè ở xa. Nhưng với những mối quan hệ với người lạ qua Internet, đôi khi quá tin tưởng và lún sâu thì nó sẽ trở nên nguy hiểm. Đằng sau sự nhiệt tình và chân thành có thể có những cạm bẫy, âm mưu không ai có thể đoán trước được. Còn các bạn đã trải qua những câu chuyện online như thế nào? Và các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.